lẩu bò mình mua nha các bạn. Nhìn ui là quá là ngon, thịt thà là quá trời nè. Đây này là gì, là đường. Xin chào, chào tất cả các bạn đã trở lại kênh của mình ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình có mua được cái bánh kem nhỏ nhỏ tổ chức sinh nhật cho nhà em gái. Bây giờ trước tiên thì mình sẽ khui cái bánh kem này ra, và cái phần sau á là những cái món ăn. Bây giờ mình mời tất cả các bạn cùng theo dõi tiếp video này của mình ha. Đi, rồi đó. Khui hộp hả? Rồi. Khui hộp nha. Lấy hộp quẹt luôn đi, Út. Từ từ. Còn phía dưới con lấy hộp quẹt lên chốt đi. Ok. Ok, chị lẹ. Được. Ok, chị lẹ. Ok. Ok rồi. Để Út khui ra coi, ngồi chích ra đứng dưới coi. Không thấy hộp quà nè. Con thích đó hả? Để Út chơi con thích xanh. Wow. Ngồi ra chút xíu. Út làm thủ tục xong đi rồi Út cho hai đứa giật. Từ từ nghe không chưa nha. Hộp quẹt không đâu? Không có quẹt. Không. Không có quẹt. Không có quẹt. Không có, kêu lấy không có hay sao vậy? Lấy năm cụ. Cái màu vàng cho Út, cái màu xanh chút. Quỳ đó, ha à, trời Út 82 tuổi rồi hả? Đây nè. Đừng. Gãy hả? Rồi để đi. Bánh tèn mới đúng mà. Một con đó. Coi nhìn cái ốc đó. Rồi. Ở đây, Út điền vô, Út điền vô đây. Ừ, hai chồng thôi. Rồi Út không chịu khép cái bánh lại đàng hoàng lịch sự coi. Đây nè, quay. Quay thùng lại. Mình là người thật xấu. Quay vô mình luôn. Vô bay về chồng luôn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Hãy đến. Cái hiện trường nè. Ôi. Đồ cái đồ dưới nó nhiều hơn, nó nhiều gác hơn. Cắt bánh kem. Rồi. Từ từ lụm ra bớt cái. Đồ nó không văng vô đây cũng đỡ ha. Ăn dụng rồi gì. Út ngồi xuống đằng quà là sự Út. Ngồi xuống. Ừ. Cắt bánh kem. Bây qua. Cắt hương cái này luôn đi. Cắt bánh kem nha. Rồi, cắt không? Cái Út kìa, cắt cũng không nè. Hai đứa. Hai. Ba. Cắt cái ai, giỏi quá. Rồi để bánh kem đó. Đó. Nè. Nè. Không biết chừng miếng nè, nó.
kem nha các bạn. Còn tiếp tục đây là cái phần ăn uống. Và ngày hôm nay mình có mua một cái lẩu bò. Đây lẩu bò mình mua nha các bạn. Nhìn ui là quá là ngon, thịt thà là quá trời nè. Đây rồi ha, ngày lẩu bò ngày hôm nay thì mình ăn với rau cần nè, rồi cải nè, bột sữa đũa nè, rau nhút nữa nè. Đó, hôm nay còn thêm món phụ nữa là ốc móng tay xào xả ớt nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình mời tất cả các bạn cùng với gia đình của mình cùng thưởng thức những cái món ăn ngày hôm nay ha. Bây giờ mình mời tất cả các bạn nha. Rồi mình mời tất cả các bạn dùng cái món lẩu bò này nha các bạn. Đây giá này nó hết luôn quá. Thường cười hại ăn quá là ngon các bạn ơi. Thêm chút xíu gạo nữa đi. Con chơi cho con cho ta một câu hỏi đừng có một bụng nữa. Đây mình mời tất cả các bạn nha. Nghe thịt bò các bạn còn hơi nóng hừng hực như nè. Thôi nha. Ngon quá các bạn ơi, ăn ra. Các bạn hãy ngon hổ thân vô chai cho kìa. Ngon lắm các bạn ơi. Ha, mời tất cả các bạn nha. Mời cả nhà ăn lẩu bò với gia đình mình nha. Quá đẹp ra. Ngon quá cả nhà ơi. Cả nhà là dùng lẩu bò với mình nha cả nhà. Ngon quá cả nhà ơi. Cũng mới lại nữa. Trời. Này mình mời cả nhà ăn lẩu bò nha. Chấm cái cho nó ngon. Quá ngọt. Ngon gì đâu. Hồn bỏng lưỡi luôn cả nhà. Rồi. Mời cả nhà ăn lẩu bò với gia đình mình nha. Chấm miếng chao nha cả nhà. Quá trời. Cái mùi mình nó tới đây ăn rồi mất tiền. Đó. Mời các bạn ăn lẩu bò với mình nha. Lẩu bò ngon lắm luôn á, bò Vĩnh Long mới có nha. Trời ơi. Ông mừng mừng lấy thương cho bà. Đi chơi đi nha. Đi hay chắc mà đi á. Ủa con giữ đường hả nè. Nói từ từ á. Chơi động. Chơi động. Bình thường hả? Đi với chúng mình nghĩ sao nhậu cuốt luôn. Có mà đẹp có làm ở đây không đẹp? Dùng vô đẹp. Rồi. Dạ, chung với ông hả? Dạ. Ông mà ông chung à. Trời ơi cái này. Đấy, tính đâu con ở nhà đi. Rồi rồi thì vô kế luôn. Mời hai tay nha. Hai tay nghe. Bữa thứ tư á. Ngày đang có đâu à. Nằm xuống thôi, uống nước vào. Thì để đi ông. Lấy chén ăn cái. Còn tắm chở vợ em. Vậy chuyện rửa rửa mẹ đi chơi không có được phải chắc mình không đi được ha, tại vì còn mấy đứa nhỏ nè. Rủ cửa nào chứ mà chứ mùi về luôn hả chú mùi về nè chú mùi mày về chắc bữa 11 về thôi. Ví dụ thứ tư cái tới chủ nhật chứ mà làm cái tiền nhẹ nhẹ nha. Được rồi im đúng dễ nghĩ mà kêu chú mùi mình nán lại ai dễ nghĩ chồng con hả. Ừ dễ nghĩ mà nghĩ là con cho nhịn đói à. Anh nói vậy đó là hôm đó đi nghỉ nhiều rồi. Ông nghỉ cả tháng trời nhà rồi giờ kêu ông nghỉ nữa. Ủa, nghe vậy? Nói không thấy gì hết. Ngay được mà. Không được thôi, chị đi chứ. Được ha. Rồi đi, còn 3 mướn tư nữa mà. Trời ơi, còn tiệc tùng mà. Ơi, chủ nhật nó về nữa mà. Đi ăn mì đi chị mà nó bấy hết. Nếu không nghe mất làm nó có rủ một tầm. Con ăn gì? Chứ mà chứ giờ thì là đâu? Rủ mì đi tầm đi chơi. À, miễn đi chắc con đi được chứ giờ không có mấy đứa nhỏ mà đâu đi nhiều được. Ừ, đi ăn mì luôn.
Đi tao rồi đó em gửi má nhà luôn nha. Chứ đi chừng nào về về chứ không ai đâu. Rủ mẹ đi rồi nha. Rồi có tại vì không đi mình rủ luôn chứ em cũng thằng mẹ không. Tao phải lên là lẽ tôi rủ phải rủ vậy chứ ba. Ừ ừ tao cũng có cái em đó. Đi em ở nhà phải không? Quên, tao cũng quên chứ tao ừ. Nó lấy nhà đi được. Mẹ liền, nó cha mẹ liền. Mẹ đâu mẹ? Sáng lặng lặng tao xíu vậy à? Hay quà dán bánh như gạch mua lỗ bồi gì lại. Người ta quà dán đủ á. Có luôn hả? Hả? Dán cái em biết hả? Nó tắm á, con cái mày chưa gấp vậy, giá đây này có lý nè, thêm thì mới có ăn, có làm mà có ăn đấy. Nốt nhà lớn mà ăn cái lẩu đậu châu. Ồ, đậu châu đen biết rồi. Nói dầu châu cho nó mát hơn thịt bò. Phải nói mà. Thịt châu nó chớn. Từ sau đưa tiền em đi mua dây vàng ra. Mua châu rồi bỏ cũng đương đương chứ đâu có mát đâu. Đường. Nè. Rồi đây không ai dám đứng vậy. Cần có. Vinh cho mẹ nằm hay gì á. Vinh là chưa nằm á. Không được được được. Dạ. Tự nhiên đang muốn được, được, về. Rồi. Nghĩ thôi ngâm mấy chục cái quát là không được. Mày ăn đi nha, ăn đám cưới dịp nha. Trời ơi, ra con mẹ đi ở nhà cũng nổi nữa. Chừng nào cũng rồi. Ăn gì đũa, chiều biết nha. Nghe nó. 19 là 18, 19 là gì á? Chắc rồi hả? Người lớn biết rồi đó mà không biết gì nữa. Chết, vậy chắc bữa đi mua gạch về tên tay nhà là cưới quá. Hả? Ừ. Ê, dùng nói gào đi hôm nay nữa. Còn bữa chung xong rồi, đi một cưới. Đó hả nó? Hai ngày đi làm mà cũng thua luôn. Chịu gì ấy? Trời con mà có chiều về được lắm. 6 đó, giờ đi. Về 8 giờ xong về, về nhà đi để điện đi. Nghỉ dễ mà đi. Chịu ngủ ngày mới đi chứ mày. Chịu nói không có ý là cũng ghé tranh thủ đi. Chắc là nếu mà ví dụ biết bữa đó 8 giờ thì giờ đi là đi bữa trước á. Luôn á. Tao nói thì chắc không được thì đám cưới á. Thì tối á. Cha mẹ đây chắc cha mẹ về tối rồi ta. Phải khẳng dưới. Bữa tụi bay đi thì đi chung luôn. Đủ nó ngủ thì mình đi. Đỡ thằng ca rồi tháo giờ về về nó 7 giờ đi nữa. Mày nghĩ gửi tiền đi. Mày nghĩ rồi mai cũng được hết rồi cái tiền. Ai biết thì tất tiền. Có đi không được thì gửi tiền cũng gửi. Tôi dễ à. Đi. Công ty dễ mà. Mai nghĩ cho mai cũng hết dễ mà. Dễ mà. Thằng công ty giờ nó khó khăn chứ là tại tới giờ đâu anh. Ăn quá, ăn tự nhiên mày. Không dễ thì bắt xếp từ giờ. Chú ơi. Chú nhé. Sao bữa uống nhẹ mà sau này có pha gì nữa cho uống nó nặng quá vậy? Không phải nhưng mà cảm giác như là nó quách, cảm giác như là nó cay nó nặng quá. Ừ, nó không biết có pha gì thêm nữa. Thôi vậy nãy giờ ăn quách rồi đó, cái quách nó vậy chứ uống mãi mà. Ý là hôm trước là nó nhạt nó chưa ra nhiều, hôm nay nó nhiều. Hôm trước cũng nhiều nữa nhưng mà cái này nó cay hơn. Gà mày có một đứa gót gà với cái này bữa chưa chăm vô á. Cái kia mới mày múc ở trên này giờ nó cạn xuống nó thấm mà. Này cũng gót á, hỏi mày pha. Bỏ mua quay nó lấy quay nó pha mà. Ừ bữa pha mà. Có lần uống vụ gạch luôn rồi. Có lại cái xương qua đây nè, mình lấy cái xương đó. Nhưng mà bữa mới rổ vô. Nó chưa gà. Nó cắt thương á. Còn cái này là để mấy tháng trời rồi nó ra nước hết rồi. Nó cắt nó cay hơn chứ gì vậy đâu vậy? Uống từ từ. Có ai nói gì đâu, uống từ từ. Ngon. Không có, để uống rồi uống hai lần. Uống lần này nó chắc quá hả? Ừ. Trời ơi, uống nhấp gì. À, vậy là anh Hùng lắm. Con bệnh nó gót ra đó mà. Nó nữa, uống nữa. Thôi thôi, ai kêu uống ý thôi. Con bệnh có tiền có bạc gì đâu mà. Đó, không tới 12 nó tự tự chứ giờ có hai đứa sửa sùng giờ cũng không có nữa lấy đâu mà đứa nữa thì sao nổi. Chỉ ngồi mình kêu xanh đây đưa cho nó ngồi. Đứa mày kêu co rú rồi được rồi. Trời ơi. Đứa mượn ok, cứ xanh đi, gì đó. Làm thôi làm bỏ bãi đi
Nãy giờ mình ăn cũng gần hết cái nồi lẩu rồi. À, mình xin tạm dừng video ở đây nha các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn những video kế tiếp của mình ha. Xin chào.